71, thư trả lời Niệm Tây Đại Sư năm Dân Quốc 20, 1931. Nhận được thư, thấy một mực dùng những lời lẽ đem phàm lạm thánh để khen ngợi, khôn ngoan hổ thẹn nên để đó không trả lời. Thêm vào đó công việc bận bịu tinh thần lẫn mục lực đều chẳng đủ nên dùng biện pháp làm lơ ấy. Tiếp đó nghĩ tọa hạ thiên tư thông minh mẫn tiệp, chẳng học giáo mà chăm tu tịnh nghiệp, ắt tương lai có thể kế thừa được các tổ sư khổng lồ để lợi ích khắp các chúng sinh, vì thế viết thư trả lời. Những câu hỏi trong thư nếu nói hết tường tận thì quá tốn bút mực, do vậy đối với lá thư gốc liền ghi vắn tắt vài chữ bên cạnh. Nhưng mắt già lòa quáng làm bẩn tờ hoa. Thứ nhất, Bảo Vương Luận do Pháp Sư Phi Tích Đời Đường trước tác, Liên Tông Bảo Giám ghi chép theo những lời ngoa truyền. Bảo Vương Luận chia thành 3 quyển, trong nguyên bản mỗi quyển gồm 7 môn, hiện thời quyển trung chỉ có 6 môn, là vì người mắt sáng đời sau đã lược bỏ môn niệm Phật ít được lợi ích như niệm Phật nhiều. Đây là tên gọi dựa theo ý tưởng. Trộm nghĩ Pháp Sư Phi Tích thông hiểu rộng rãi kinh tạng và các sách vở. Thời ấy chắc có kẻ ngụy tạo ra sách có thuyết ấy. Pháp Sư vì lòng đại bi chưa xét tường tận nên trích dẫn. Người lưu truyền Bảo Vương Luận sau này sợ kẻ vô tri đâm ra hiểu lầm nên đặc biệt lược bỏ đi, thật là thích đáng đến cùng cực. Liên Chỉ Đại Sư cũng bác thuyết ấy, có ai niệm câu ấy thì vẫn có công đức, nhưng chẳng được ngần ngại cho rằng niệm một câu Phật hiệu ấy vừa chỗi công đức của người khác niệm 6 chữ danh hiệu Phật suốt cả đời. Như thế là lầm lẫn lớn, làm người khác bị lầm chẳng cạn. Nếu một người mỗi ngày niệm 10 vạn câu, niệm trọn 100 năm cũng chẳng bằng số lượng các vị Phật trong một câu ấy. Kẻ ngu tưởng đấy là nghĩa lý chân thật, đâm ra khơi gợi cái tâm mong ngóng, lười nhác biến trễ của họ. Bỏ đoạn văn ấy đi có công đức lớn lao, những nghĩa khác chẳng cần phải nói tường tận. Bảo Vương Luận nằm trong sách Tịnh Độ Thập Yếu, này tôi đem bản được in trong năm ngoái gửi đi, chắc là được đại lợi ích vậy. Bản khắc gỗ từ trước đến nay đều là bản trích lược do môn nhân của ngài Ngẫu Ích Đại Sư là Thành Thời biên soạn, do văn quá nhiều khó lưu thông nên đặc biệt trích lược. Nhưng đại sư Thành Thời thông minh hơn người, quá tùy tiện đọc đến đâu trích lược đến đó, cũng chẳng duyệt lại nên đến nỗi trong bản ấy sai sót tầng tầng lớp lớp. Có chỗ từ ngữ chẳng diễn tả được ý, có chỗ khẩu khí sai lầm tán loạn, có chỗ văn tử và ý nghĩa hoàn toàn mâu thuẫn. Trong Tây Phương Hiệp Luận, trang 40 dòng thứ 6, bỏ mất hai chữ dụng thì văn và nghĩa hoàn toàn trái nghịch. Trong kinh, tức kinh Bát Châu Tam Muội này, hễ dùng với nghĩa là dĩ thì đều viết thành dụng. Sư Thành Thời không suy xét, bỏ chữ dụng đi, nếu chịu đọc lại lần nữa, quyết chẳng đến nỗi đề sai sót đáng tiếc như thế. Hơn nữa, lược bớt quá nhiều, chỉ còn được hơn 2 phần 5 nguyên tác. Vì thế lúc đầu Quang bảo ông tự ý như tìm kiếm để khắc in. Sau này may mắn 10 thứ kinh luận đã được chọn vào Tịnh Độ Thập Yếu đều tìm được, nên đặc biệt đem in ra một vạn bộ. Xin hãy đọc lời tựa của Quang sẽ tự biết. Thứ hai, nguyên văn ghi, niệm lớn thấy Phật lớn, niệm nhỏ thấy Phật nhỏ. Cổ Đức giải thích, niệm lớn tiếng thì thấy được thân Đức Phật lớn, niệm nhỏ tiếng thì thấy được thân Đức Phật nhỏ. Cũng có thể giải thích là niệm với cái tâm lớn thì thấy được thân Đức Phật lớn, dùng Đại Bồ Đề tâm niệm Phật thì sẽ thấy được ứng thân thắng diệu của Phật hoặc báo thân. Đây là thuyết của Quang, lời này trích từ sách khác chứ không sao lục trực tiếp từ kinh Đại Tập ra. Quang sanh ra liền bị bệnh mắt, ngoài 40 tuổi chẳng thể thường xem kinh, vì thế chưa thể đọc hết toàn bộ Đại Tạng. Kể từ năm Dân Quốc thứ 7, 1918 đến nay, suốt ngày bận bịu trả lời thư, đúng là không rảnh rỗi để xem kinh. Này mục lực yếu đến tột cùng, còn có lúc còn phải thức đêm để lo tiếp chuyện bút mực ban ngày, khổ sở hết sức. Tính năm sau ẩn dật vĩnh viễn, chuyên trì Phật hiệu cho hết tuổi thừa. Pháp niệm Phật há nên chấp chặt vào lề lối nhất định. Cổ nhân lập ra phương pháp giống như tiệm thuốc có đủ các loại thuốc. Cách dùng của chúng ta là phải phù hợp với tinh thần khí lực và thiện căn xưa kia của chính mình. Niệm Phật lớn tiếng hoặc nhỏ tiếng, hoặc niệm kim cang, hoặc niệm thầm, không cách nào chẳng được. Hễ hôn trầm chẳng ngại gì niệm lớn tiếng để đẩy lùi cơn hôn trầm tán loạn thì cũng được. Nếu thường niệm lớn tiếng, ắt sẽ đến nỗi bị bệnh. Đừng nói người thông thường chớ nên thường niệm như vậy,
Dẫu người hết sức khỏe mạnh cũng chớ nên thường như thế. Trong một ngày hễ nóng thì bỏ bớt áo, lạnh thì mặc thêm áo. Há nên đối với một pháp niệm Phật để liễu sanh tử, lại chấp chết cứng vào một pháp nhất định, chẳng chọn lấy pháp thích nghi, há có còn được gọi là biết pháp hay chăng? Lại còn có người đề xướng lần chuỗi nhớ số, cách này vừa có lợi vừa có điều tệ. Lợi là mỗi một câu niệm, lần một hạt, chẳng dễ dãi lướt qua thì tâm dễ quy về một mối. Điều tệ là khi tịnh tọa mà lần chuỗi thì tâm ắt khó an định được, lâu ngày sẽ thành bệnh. Hơn nữa, tinh thần con người mỗi khác, há nên chấp vào một pháp, chẳng biết điều chỉnh theo mỗi việc ư? Phàm là mọi việc, mọi người cùng nhau tu trì, nên căn cứ theo tinh thần của mỗi người để liệu định riêng biệt. Cá nhân tu trì cũng phải chiếu theo tinh thần của chính mình mà định, đâu có pháp chết cứng, buộc mọi người đều phải tuân thủ ư? Sau khi dùng tinh thần đến tột cùng rồi, nếu không lùi sụt lười nhác, ác sẽ đổ bệnh, lượng theo sức mình mà làm, sẽ có ích, không bị tổn hại. Hoằng hóa xã ở tệ xứ mang tánh chất lo liệu thay cho người khác. Những kinh sách đã in đều tính giá tiền theo giấy mực và công thợ in. Những khoản chi phí ấn lót khác và các chi phí cần dùng đều chẳng tính vào giá sách, cũng có khi hoàn toàn biếu không hay tính tiền một nửa nhưng chỉ là một số ít. Này đem những sách quan trọng mới được in gần đây gửi cho tọa hạ mỗi thứ một phần. Sau này nếu lại muốn thỉnh sẽ căn cứ theo danh mục mà tính toán giá cả. Để thỉnh từ Hoằng hóa xã cũng đừng có thuận tay gửi thư cho Quang nữa. Từ mùa đông năm ngoái, phạm với những thư gửi đến, Quang đều nói từ dày đừng nên gửi thư đến nữa, gửi đến nhất định không trả lời, cũng chẳng chấp thuận việc giới thiệu người khác. Xin quy y với Quang để khỏi nhọc nhằn quá mức đến nỗi mù mắt và hao tổn tánh mạng. Xem những câu hỏi của tọa hạ đa phần là do chẳng biết suy xét tường tận mà ra. Nếu suy xét kỹ càng hơn, ắt chẳng cần phải hỏi người khác. Những lời tọa hạ trước sau khen ngợi Quang, đáng tiếc là văn chương tuy hay nhưng dùng lầm chỗ vậy. 72. Thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù. Nhận được thư từ hôm trước, nhưng gần đây công việc khá bận rộn nên trả lời thư trễ nải. May là cả nhà ông vẫn tu trì như cũ, thật là mừng rỡ an ủi lắm. Mấy năm nay tai họa xảy ra quá thường xuyên, thật đáng nguội lạnh cõi lòng. Nói chung là do lòng người ngày càng bại hoại mà ra. Những phương cách giúp cho nạn nhân có cái để gây dựng lại cuộc sống về sau đều là các phương cách quan trọng để cứu giúp trong lúc ngặt nghèo. Nhưng cách này không phải là thường có. Nay để làm chuyện thường có, đặc biệt lập ra một pháp, mong hãy thường truyền bá thì lợi ích vô cùng. Hiện thời là lúc tình thế đại hoạn nạn, bất luận phú quý hay nghèo hèn, già trẻ trai gái đều nên niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để làm căn cứ phòng ngừa tai họa. Phàm đau bình, nước lửa, ôn dịch sâu dày, hạn hán, lụt lội thổ phỉ, cường đạo và các tai họa ngoài ý muốn, bệnh tật do oán nghiệp, oan gia gặp gỡ, vân vân. Nếu có thể chí thành niệm Phật và niệm Quán Thế Âm, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành. Dẫu là do định nghiệp tạo thành cũng có thể giảm nhẹ, chẳng đến nỗi khốc liệt quá mức. Những tai họa ấy chẳng phân biệt phú quý hay nghèo hèn, nhưng người phú quý xem ra còn khó chịu đựng hơn kẻ nghèo hèn. Do vậy chớ nên vì ta phú quý rồi coi thường, cũng như vì ta nghèo hèn vẻ mặc kệ, chẳng lập kế đề phòng sẵn. Hơn nữa, pháp niệm Phật đối với chuyện sống lẫn chết của con người đều có lợi ích. Thế gian chỉ biết đến lợi ích của việc trợ niệm khi lâm chung, chẳng biết cái lợi ích khuyên niệm khi sanh nở, đến nỗi rất nhiều mẹ con phải chịu vô lượng khổ, hoặc đến nỗi mất mạng, không cách gì cứu được. Nữ nhân nếu có thể thường niệm thánh hiệu Phật và Quán Âm từ nhỏ thì về sau chắc chắn sẽ chẳng bị nỗi khổ gặp tai biến trong khi sanh nở, hoặc vừa cấn thai liền niệm, hoặc 3-4 tháng trước khi sanh bèn niệm, hoặc đang sanh nở mới bắt đầu niệm đều được an nhiên sanh nở. Nếu sanh khó đến cùng cực và sắp mất mạng, chịu niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát chắc chắn lập tức được an nhiên sanh nở. Đừng nói lúc ấy lõa lổ bất tịnh nếu niệm sợ mắc tội lỗi. Phải biết Quán Âm Bồ Tát đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ, vì như thế con cái té vào lửa nước hầm xí gọi cha mẹ để cầu cứu, cha mẹ quyết chẳng vì chúng nó y phục không chỉnh tề, thân thể chẳng sạch sẽ mà bỏ mặc không cứu. Tâm cứu chúng sanh của Bồ Tát sâu xa thiết tha hơn lòng thương yêu con cái của cha mẹ trong cõi đời, đúng là gấp cả trăm ngàn vạn ước hàng hà xa lần. Do vậy phụ nữ khi sanh nở có thể niệm rõ ràng danh hiệu của Bồ Tát chính là diệu pháp tối thượng cực kỳ linh nghiệm hữu hiệu vậy.
chẳng những không có tội lỗi mà còn khiến cho cả mẹ lẫn con đều được gieo đại thiện căn. Nghĩa này do Đức Phật Thích Ca đã dạy trong Kinh Dược Sư, chứ không phải do bất huệ bịa đặt. Phạm những ai có niệm thì không một ai chẳng được an nhiên sanh nở. Gần đây người bị sanh khó quá nhiều, một phần là do nghiệp chướng đời trước, một phần là do đời này chẳng biết tiết dục mà ra. Bồ Tát cứu khổ cố nhiên chẳng tính đến người ấy bị nạn do nhân như thế nào, đều bình đẳng cứu giúp. Lúc bình thường niệm Phật, tuy đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm, nhưng lúc ngủ chỉ nên niệm thầm trong tâm, chớ nên niệm ra tiếng. Nếu lúc tỉnh giấc, áo mũ hãy còn chưa chỉnh tề, tay lẫn mặt còn chưa rửa ráy súc miệng, và khi tắm gội tiêu tiểu và đến những nơi ô uế chẳng sạch, chỉ nên niệm thầm trong tâm, đừng niệm ra tiếng. Trong những lúc những chỗ ấy, công đức niệm thầm giống với công đức niệm lúc bình thường, niệm ra tiếng chẳng hợp nghi thức. Còn lúc sanh nở nhất định phải niệm ra tiếng rõ ràng, chớ nên niệm thầm trong tâm, bởi niệm thầm sức cảm ứng nhỏ nhoi, lại vì lúc ấy phải dùng sức đẩy con ra. Nếu niệm thầm trong tâm, do vì bế khí sẽ có thể thành bệnh, không riêng gì sản phụ phải niệm rõ tiếng, mà những người chăm sóc ở bên cạnh cũng đều phải niệm rõ tiếng. Dẫu cho người nhà ở chỗ khác cũng vẫn có thể niệm cho sản phụ ấy. Nếu pháp này được truyền bá, thế gian sẽ vĩnh viễn không còn nỗi khổ vì sanh sản, và nỗi khổ cả mẹ lẫn con đều chết vì sanh nở. Phải biết Phật pháp lợi khắp hết thảy. Phật là cha mẹ đại từ bi, là trời của các vị trời, là bậc thánh của chư thánh. Do tâm đại bồ đề lợi khắp hết thảy chúng sanh nên được viên mãn thành tựu. Trong đời có kẻ nói giọng cao xa, chán nghe chuyện nhân quả báo ứng và pháp siêng gắng tu trì, chỉ lấy hết thảy đều là không, hết thảy chẳng chấp làm bùa hộ thân, chẳng biết đã chấp hết thảy đều là không, hết thảy chẳng chấp thì đã chẳng phải là ý nghĩa hết thảy đều là không, hết thảy chẳng chấp rồi. Huống chi kẻ ấy mượn cớ đó để lấp điếm dấu vết lười nhác biếng trễ, chẳng chuyên chú thật tu, chỉ là bản xuông tranh cao. Đến khi nghiệp báo đã chín muồi, Diềm lão, vua Diềm La sẽ dâng đồ cúng dường tối thượng cho kẻ hết thảy chẳng chấp, hết thảy đều là không ấy. Không biết trong lúc ấy, kẻ đó còn có thể đều là không, đều chẳng chấp được hay chăng? Chúng ta nên kính nhi viễn tri đối với những kẻ ấy, để khỏi phải nhận sự cung kính cúng dường tối thượng của Diêm lão vậy. 73. Thư trả lời cư sĩ Đường Năng Thành. Hôm qua nhận được thư, biết nỗi thảm do thổ phỉ gây ra tại Tứ Xuyên, khôn ngăn người ta phải than giải sườn sượt. Tôi thường nói nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân trị thiên hạ, để Phật độ chúng sanh. Từ đời Tống họ Trình họ Châu, do đọc kinh Đại Thừa nhà Phật, thân cận bậc thiện tri thức Thiền Tông, biết đại khái nghĩa lý, toàn sự chính là lý, hết thảy duy tâm, liền chấp bừa vào ý kiến của chính mình, chấp lý bỏ sự để làm ra vẻ chính mình kiến thức cao siêu, quá sợ người đời sau biết được do đâu họ có được kiến giải ấy, nên đem lòng đen tối báo Phật, nói như quả báo ứng lục đạo luân hồi do Đức Phật đã dạy chính là căn cứ để lừa dối bọn ngu phù ngu phụ tin thờ giáo pháp của Ngài. Chứ thật ra không có chuyện ấy, con người chết rồi hình hài đã mục nát, thần hồn cũng phiêu tán, dẫu có chém chặt xay giã thì lấy gì để làm? Lại do thần hồn đã tiêu tan rồi, có ai để thác sanh nữa đây? Từ đấy trở đi, phàm là nhà nho, hết kẻ nào hiểu biết cao xa, thì ai nấy đều lén xem kinh Phật, nhưng đều cực lực bám Phật. Cả hiểu biết thấp kém, bèn hùa theo người khác, dấy lên kiến giải điên đảo, từ sống đến chết, chẳng được lợi ích nơi Phật Pháp, từ sống đến chết, thường tạo nghiệp bám Phật. Học thuyết của họ Trình họ Châu vừa được lưu hành, thì nho gia vâng giữ như khuôn vàng thước ngọc. Còn chuyện họ Trình họ Châu trái nghịch tiên thánh, thánh nhân nho giáo thì cả cõi đời không ai chịu nói đến. Sau này nhà nho nào nói ngược với Trình Châu sẽ không thể đứng vững được trong khoảng trời đất. Do vậy nhà nho chẳng dám nói nhân quả luân hồi, nói ra sẽ bị người ta công kích, lại muốn sau này lỡ ra có thành tựu, muốn được dự vào hương hiển tử, miếu thờ bậc hiện tài trong làng hay trong phàn miếu, nếu nói đến nhân quả luân hồi thì hai đằng đều tuyệt vọng. Từ đấy hoàn toàn thủ tiêu căn bản trị quốc bình thiên hạ, cậy xuông vào chánh tâm thành ý để trị thiên hạ. Phải biết nếu có nhân quả luân hồi thì kẻ chưa thể chánh tâm thành ý vẫn gắng sức làm. Không có nhân quả luân hồi thì chỉ có bậc đại hiền mới có thể chánh tâm thành ý.
còn những kẻ khác do không có gì để sợ hãi, không có gì để mong mỏi, lẽ đâu lại khăng khăng chánh tâm thành ý hay sao? Trình Châu đề xướng chánh tâm thành ý là do học được diệu nghĩa của Phật Pháp, nhưng để phô tỏ cái trí của chính mình, bèn ngược ngạo cực lực chê trách Phật. Như vậy là họ đã chánh tâm thành ý nơi chỗ không quan trọng khẩn yếu, hoàn toàn chẳng mảy may nào chánh tâm thành ý nơi chỗ quan trọng khẩn yếu lớn lao, dùng đây để tạo thành cái danh cho chính mình, di hại cho thiên hạ đời sau. Gần đây tai họa liên tục xảy ra, dân không lẽ sống, đều là do chất độc của học thuyết Tống Nho bạo phát, ông có biết hay chăng? Niệm Phật tụng kinh là lấy sự trí thành làm gốc, có xướng tán hay không chẳng quan hệ gì. Còn với chuyện tụng một quyển kinh Pháp Hoa rất tốt, nhưng đối với người bận bịu và già cả, hãy nên thường tụng Tịnh Độ Ngũ Kinh thì sẽ hiểu biết đại lược nguyên do của pháp môn tịnh độ. Niệm Phật thì phải trong tâm niệm cho rảnh rẽ, miệng niệm cho rảnh rẽ, tai nghe cho rảnh rẽ, từ sáng đến tối. Niệm thì từ sáng đến tối nghe, so với những kẻ tham niệm nhiều, tham niệm nhanh nhưng hồ đồ không rõ ràng, công hiệu khác xa lắm. Này gửi cho ông một gói Tịnh Độ Ngũ Kinh, ai có lòng tin, có thể cung kính thì tặng cho họ những cuốn sách còn dư ra. Chớ dùng cách đọc sách nhỏ để xem kinh Phật thì mới được lợi ích, tránh khỏi tội khiên. Nếu không, cái tội khinh nhờn sẽ lớn hơn công đức đọc tụng đấy. 74. Thư trả lời cư sĩ Tịnh Chi, Nam Dân Quốc 25, 1936. Buổi tối hôm trước nhận được thư, do mục lực không đủ nên chẳng xem được. Trong hai ngày nay, lại do phải lo toan chuyện khác, không rảnh rỗi nên quên mất. Buổi chiều, ngẫu nhiên kiểm tra thấy mới biết là muốn thỉnh sách và có gửi chi phí cho Quang, liền bảo Hoàng Hóa Xã gửi sách theo đúng số lượng. Ngoài ra còn nhờ họ gửi dùm cho Quang thêm 4 gói sách nữa. Quang già rồi mục lực không đủ, một lực chẳng quan tâm đến chuyện bên ngoài, cũng chẳng có môn đình pháp phái. Mặc ai nói hay kể dở, Quang cũng chẳng muốn quan tâm đến. Ông đã thờ Quang làm thầy, chẳng ngại gì nói cách điều hòa các pháp môn cho ông nghe. Hãy nên dùng cái tâm trí công trí chánh, dùng ngôn ngữ trí công trí chánh để khuyên dụ thì là phước cho pháp môn vậy. Nếu do sự kính yêu của chính mình mà làm thì hoàn toàn không có chút gì đáng bàn nữa, khiến cho người khác bất mãn, hoàn toàn hủy báng thiện tri thức, tạo nghiệp địa ngục, thì vốn nhằm hòa hợp pháp môn lại đâm ra trở thành kéo bè kết lũ những người cùng ý kiến với mình để công kích những người khác ý kiến với ta, đâm ra hộ pháp trở thành bại hoại, tầm tốt chẳng đạt được quả báo tốt vậy. Nếu như vậy thì ông thấy người ta là kẻ đáng thương xót, người ta cũng thấy ông là kẻ đáng thương xót. Ngay cả bậc cao tăng đáng tôn trọng, trí cao vô thượng, tuyệt đối chẳng dị nghị gì được, cũng trở thành kẻ đáng thương luôn. Do vậy Khổng Tử dạy kẻ chánh tâm thành ý thì phải trí chi, thấu hiểu cặn kẽ. Muốn trí chi thì phải cách vật, khử, trừ khử vật dục. Không cách vật thì giống như đeo kính màu xanh đỏ vân vân, phàm những màu được thấy đều chẳng phải là màu thật sự của nó, do có tư dục làm chủ nên chết chìm vào một bên, chẳng thấy chân lý của sự việc, thấy điều đúng của người khác trở thành sai. Phàm đối với những chuyện trị thế tu đạo đều nên lấy hết lời này làm khuôn phép, đừng coi là hủy bại rồi xem thường. 75. Thư trả lời cư sĩ Giang Cảnh Xuân, hai lá thư, năm Dân Quốc 22, 1937-1933. Một, cầu cơ chính là tác dụng của linh quỷ, chúng xưng là vị Phật này, vị Bồ Tát nọ, vị tiên kia, đều là giả mạo danh các ngài. Nếu chân tiên ngẫu nhiên giáng cơ thì sợ rằng trong trăm ngàn trường hợp chẳng được lấy một huống gì là Phật Bồ Tát. Dùng cầu cơ để đề xướng Phật pháp tuy có lợi ích nho nhỏ nhưng về căn bản đã sai lầm. Người học Phật chân chánh quyết chẳng nhờ vào sách này để đề xướng Phật pháp. Vì sao vậy? Vì đấy là tác dụng của quỷ thần. Nếu có linh quỷ thông minh thì họa may còn chẳng đến nỗi làm hỏng chuyện, chứ nếu là một con quỷ hồ đồ giáng cơ, sẽ làm hỏng chuyện lớn. Người ta do lời giáng cơ bị hỏng chuyện lớn, liền nói Phật pháp sai lầm, thì đề xướng kiểu ấy chính là đầu mối để phá diệt Phật pháp. Ông cho là bị mất lợi ích, hỏi có tội hay không tội,
thì biết ông hoàn toàn chẳng biết chân nghĩa của Phật Pháp. Đừng than thở quá đỗi. Trong thời Đạo Quang Hàm Phong 1821-1861 nhà Thanh tại phủ Quảng Tín, Giang Tây, có một vị hàn lâm tên là Từ Khiêm, tự Bạch Phàm. Người ấy sống đến 96 tuổi. Lúc mất thiên nhạc vừng vừng vang lừng. Lúc mất thiên nhạc vang lừng trên không, ấy là sanh lên trời vậy. Ông ta không biết đến pháp môn Tịnh Độ. Đối với địa vị Phật Bồ Tát trời hay tiên, ông ta đều chẳng phân biệt rõ ràng. Một vị lão tăng ở Phổ Đà là môn nhân nhỏ tuổi nhất của ông ta đã kể cho Quang nghe câu chuyện này thật tường tận. Ông ta có chức tác cuống Hải Nam nhất trước một giọt nước Hải Nam. Trong sách ấy coi quyền trung quyền hạ, ngụy tạo của tâm kinh giống như tâm kinh, lại chép lời giáng cơ cầu mưa ở Tứ Xuyên. Trong ấy nói Quan Thế Âm quỳ trong điện Ngọc Đế cầu mưa, đủ biết lời cơ nói sàng tán nhạc và chi kiến của ông ta đều là tà chánh chẳng phân. Ông cho rằng không cầu cơ sẽ đánh mất lợi ích, chẳng biết cái họa của việc ấy là có thể đến nỗi diệt pháp ư. Từ Khiêm là người chuộng điều thiện, tin Phật nhưng thật sự chẳng hiểu rõ Phật lý, chẳng thích làm quan, ở nhà dạy người làm lành cũng tự cầu cơ, dạy đệ tử của chính mình cầu cơ. Mọi người đều chẳng biết cội nguồn của cầu cơ và cội nguồn của Phật. Đương thời, một vị cường nhân ở Nam Xương, tỉnh Giang Tây cũng có hành vi giống như Từ Khiêm môn nhân của ông cường nhân này, cầu cơ khám bệnh tại tỉnh thành rất linh. Mẹ Quan Tuần Phủ mắc bệnh, thuốc men vô hiệu, có người thưa ông ích đó cầu cơ khám bệnh linh lắm. Do vậy, bèn mời đến thăm bệnh, kê toa uống thuốc vào người bệnh chết ngay. Vội vàng đem toa thuốc cho thầy lang coi, thì ra trong ấy có vị thuốc công phạt. Do vậy, bắt ông ta đến hỏi. Ông ta thưa, đấy chính là do thầy tôi là ông y dạy. Vì thế Quan Tuần Phủ bắt đèn thầy ông ta bảo, ngươi dối đòi hại người, giết chết thầy ông ta. Từ Khiêm nghe chuyện ấy, răn dạy bọn môn đồ từ dạy đừng cầu cơ nữa. Ông cho không cầu cơ thì pháp thiếu duyên. Trong tâm chấn động sôi sục, chẳng biết cái họa của cầu cơ lớn tày trời, công đức khuyên người của nó chẳng thể bù đắp được. Bậc chánh nhân quân tử quyết chẳng bước vào đàn tràng ấy. Cuối đời mình ở Tô Châu có một người cầu cơ, có 7-8 môn đồ. Một ngày nọ, cơ giáng nói Phật Pháp, khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương. So với những gì cơ đã nói trước kia hoàn toàn khác hẳn, sau đấy lại giáng cơ giống như vậy hơn 20 lần nữa, sau cùng mới lại nói cầu cơ chính là tác dụng của quỷ thần, ta là vị ích đó, sau này sẽ không đến nữa, các ông chớ nên cầu cơ nữa. Chuyện ấy được chép trong Tây Phương Sát Chỉ. Năm Đầu Xuân Quốc 1911, ở Hương Cảng có người cầu cơ, nói là Đại Tiên Hoàng Xích Tùng. Giáng cơ xem bệnh cực linh, có kẻ chọn chẳng còn lẽ sống, cầu vị tiên ấy dạy cho một phương thuốc. Thuốc ấy cũng là tùy tiện nói ra, một loại nào chẳng quan trọng lắm, nhưng hễ uống vào liền lành bệnh. Hoàng Tiểu Vĩ hâm mộ đến học, học được cách cầu cơ, nhưng hễ viện cơ, cơ liền không chạy. Người khác hỏi thì cơ dạy niệm kinh Kim Cang, bao nhiêu biến đó rồi, lại viện cớ, làm theo thì cũng rất linh. Nhân đó thường khai thị pháp môn niệm Phật, bọn ông Vĩ liền muốn lập đạo tràng niệm Phật cơ dạy, nên đè 3 năm nữa rồi mới lập. 3 năm sau, 4 năm người bọn họ lên Thượng Hải thỉnh kinh sách, năm sau đến Quy Y, lập ra Đa Đa Phật Học Xã, đem chương trình niệm Phật gửi cho tôi. Niệm Phật xong, niệm Quán Thế Âm Thế Chí xong, lại niệm thêm một vị tên là Đa Đa Ha Bồ Tát. Quang hỏi làm sao có được danh hiệu ấy. Bọn họ bèn thuật lai lịch, nói là trước kia cơ xưng là Đại Tiên Hoàng Xích Tùng, sau dạy tu pháp môn Tịnh Độ, đến cuối cùng mới cho biết gõ dốc gốc gác là Đa Đa Ha Bồ Tát, lại giàn vĩnh viễn không được cầu cơ nữa. Hai chuyện này do một người đệ tử sưu tập những chánh ngữ Tịnh Độ soạn thành sách, đặt tên là Tịnh Độ Tập Yếu. Quang bảo đem hai chuyện ấy ghi kèm vào đằng sau, nay gửi cho ông ba bản, đọc rồi sẽ tự biết. Với Đa Đa Ha Bồ Tát, Quang bảo họ nên lập riêng một điện để thờ phụng, chớ nên kèm thêm vào nghi thức niệm Phật, để khỏi làm cho người khác nghe rồi dị nghị. Dự vào niên xã niệm Phật,
thì một là phải bôn ba, hai là phải bỏ công chuyện hiện thời. Ở nhà tùy phần tùy sức niệm Phật là ích rất lớn. Mỗi tháng một lần hoặc hai lần đề xướng diễn thuyết trong liên xã, khiến cho mọi người biết được pháp tắc, lợi ích. Còn lúc bình thường, cần gì cứ phải hàng ngày đến liên xã niệm Phật. Đây chính là ý kiến chánh của Quang kể từ khi lập niệm Phật lâm xã đến nay. Đệ tử Phật há nên kỷ niệm những thánh đản của đạo giáo? Nếu nói là thói quen thế tục lưu truyền khó dứt thì vẫn nên lấy niệm Phật làm chánh. Thần thánh trong đạo giáo thuộc về thiên tiên quỷ thần là một trong ba thứ đó. Vì họ niệm Phật chính là để tăng trưởng thiện căn xuất thế cho họ, tiêu diệt ác nghiệp đời trước cho họ. Ông chẳng thấy trong lời hồi hướng khóa sáng có câu hồi hướng hộ pháp chúng long thiên, thủ hộ giả lam chư thánh chúng, hồi hướng cho các trời rồng hộ pháp, các vị thánh gìn giữ, bảo vệ nhà cửa đó ư? Phương Nam thường đọc là tam bảo, còn phương Bắc thường đọc là hộ pháp, hợp với ý nghĩa hơn. Thiên tiên quỷ thần đều xếp vào hàng hộ pháp, vì hàng long thiên hộ pháp mà niệm Phật là đúng với chánh lý. Nếu niệm những kinh ngụy tạo như kinh Ngọc Hoàng vân vân sẽ trở thành tà kiến. Phật pháp duy vị đều là do tục tăng chẳng biết Phật pháp, dùng những kinh ngụy tạo như huyết bổn kinh, thọ sanh kinh để làm đạo trọng yếu nhằm cầu tiền tài. Từ đấy những Phật sự như phá huyết hồ, phá địa ngục vân vân, hoàn tiền thọ sanh, gửi kho vân vân ngày thấy càng nhiều. Tuy lừa được tiền của kẻ ngu nhưng lại khiến cho người có học vấn hiểu rõ lý lẽ thế gian nhưng chẳng biết chân lý Phật pháp bị báng. Tục tăng chỉ có được tiền, chẳng đoái hoài cái họa hoại diệt Phật pháp sâu xa của những loại Phật sự ấy. Nếu gặp kẻ có chân tri chánh kiến đem chi phí làm những thứ Phật sự ấy để dùng vào việc niệm Phật thì lợi ích lớn lắm. Hai, thử chuẩn bị xong pháp danh của 24 người mỗi tên đều ghi ra giấy riêng. Quy y tuy dễ dàng nhưng chớ nên, vẫn giữ chương trình của ngoại đạo. Quang, mục lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ, chẳng thể khai vị nhiều. Nay gửi 24 cuốn ra nguồn lục, mỗi người một cuốn, đem 30 tờ. Một bức thư gửi khắp, mỗi người một tờ, số còn dư tùy ý đem tặng ba bản tịnh độ thập yếu, ba cuốn sức trung tân lương. Hai loại này dùng để giúp cho việc đề xướng. Hãy nên bảo với bọn họ đã quy y Phật pháp làm đệ tử Phật, ắt phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, giữ tâm lành mới nói lời lành, làm chuyện lành, hành như vậy mới là đệ tử Phật thật sự. Nếu miệng tuy niệm Phật nhưng tấm lòng chẳng lành, sẽ tương phản với khí phận của Phật, chẳng thể được lợi ích thật sự nơi niệm Phật. Hãy nên thường xem ra ngôn lục thì tất cả lợi ích của pháp môn sẽ đều biết rõ từng điều. Thêm nữa, một lá thư gọi khác chính là nghi thức quy cách giản tiện để tu trì hàng ngày. Bài văn ấy văn từ tuy thuyền cận nhưng lý thật thâm sâu, hãy nên dùng làm của báu gia truyền vĩnh viễn. Những điều khác đã nói tường tận trong gia ngôn lục, ở đây không viết cặn kẽ nữa.